Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Hoàng Linh Vlog sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Mở đầu video là thông tin về việc tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai giảng năm học mới, đặc biệt chưa từng có. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021, cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên lễ khai giảng năm học mới được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Học sinh, giáo viên và phụ huynh toàn tỉnh Vĩnh Long tham dự qua sóng truyền hình và các nền tảng Internet. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng tại điểm trường Trung học Phổ thông Lưu Văn Liệt, thành phố Vĩnh Long và được phát trực tiếp trên sóng truyền hình để tạo không khí năm học mới. Bà Trương Thanh Nhựn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước khi bước vào ngày học đầu tiên, Ủy ban dân các huyện thị thành sẽ tiến hành bàn giao, khử khuẩn 62 cơ sở giáo dục chưng dụng làm điểm cách ly, đồng thời quyết định các khu vực vùng an toàn và vùng có nguy cơ dịch bệnh. Từ cơ sở đó, ngành giáo dục sẽ áp dụng hình thức dạy và học. Nếu vùng an toàn thì học sinh đến trường bình thường và địa phương sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu là vùng có nguy cơ thì ngành sẽ tổ chức phương án học trực tuyến hoặc thông qua các kênh học tập thông qua tổ nhóm có sự giám sát hướng dẫn của giáo viên. Còn nếu xảy ra tình huống bất ngờ, ngành giáo dục sẽ chuyển trạng thái qua phương án dạy và học khác nhau cho phù hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng tổng cộng 3 phương án. Thông tin thứ hai mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Từ 18 giờ tối ngày 4 tháng 9 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 4 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới chờ Bộ Y tế công bố. Cụ thể, 3 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ là 1 trường hợp, Trung tâm Y tế huyện Tam Bình là 1 trường hợp và Trung tâm Y tế huyện Long Hồ là 1 trường hợp. Một trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ. Tổng hợp, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long có 2.192 ca nhiễm đã công bố, trong đó 14 ca nhập cảnh, 2.178 ca trong cộng đồng và 4 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong số các ca mắc đã công bố, số ca mắc trong cộng đồng tỉnh là 2.103 trường hợp, trong đó thành phố Vĩnh Long là 145 trường hợp, huyện Long Hồ là 684 trường hợp, huyện Mang Thít là 136 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 59 trường hợp, huyện Tam Bình là 681 trường hợp, huyện Trà Ôn là 127 trường hợp, thị xã Bình Minh là 106 trường hợp và huyện Bình Tân là 165 trường hợp. Tổng số trường hợp cách ly tập trung F1 là 338 người, tổng số trường hợp cách ly tại nhà F2 là 1.051 người, số trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung là 606 người, số trường hợp từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về là 392 người. Số ca điều trị khỏi trong ngày có 22 trường hợp, cộng dồn là 1.861 trường hợp và số ca tử vong là 38 ca. Tổng hợp tình hình tiêm ngừa vaccine phòng Covid-19, số đã tiêm trong ngày là 107 người, cộng dồn là 228.746 người. Trong đó số người đã tiêm mũi 1 là 194.089 người và số người đã tiêm mũi 2 là 34.657 người. Thông tin thứ ba mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về tình hình an ninh trật tự trong thời điểm giãn cách xã hội. Mang Thít xử lý nhóm quý bà tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền bất chấp giãn cách xã hội. Trong khi mọi người cùng chung tay thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, thì mới đây công an huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang 4 người phụ nữ đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu vực khóm 5, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Cụ thể, 4 người bị bắt quả tang gồm Phan Thị Thúy Quyên, sinh năm 1991, Phan Thị Thi sinh năm 1973, Quỳnh Thị Mỹ sinh năm 1970 và Nguyễn Thị Em sinh năm 1978, cả 4 người cùng ngụ thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít. Vào thời gian trên, nhận được tin báo của người dân, tại hộ Phan Thanh Châu sinh năm 1955, ngụ khóm 5 thị trấn Cái Nhum, có một số đối tượng tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Mang Thít tiến hành kiểm tra thì phát hiện bắt quả tang các đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ 350.000 đồng trên chiếu bạc, một bộ bài tứ sắc, kiểm tra người các đối tượng thu giữ số tiền trên 5 triệu đồng và 3 điện thoại di động. Hiện công an huyện Mang Thít đã lập biên bản vi phạm, đồng thời đề xuất Ủy ban dân huyện Mang Thít ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 người trên, mỗi người 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người quy định tại nghị định số 117 của chính phủ và xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1 triệu 500 ngàn đồng về hành vi đánh bạc trái phép được quy định tại điểm A khoảng 2 điều 26 nghị định 167. Cùng ngày, lực lượng công an huyện Mang Thít tuần tra phát hiện và xử phạt một đối tượng ra đường không thực sự cần thiết với số tiền là 2 triệu đồng. Thông tin thứ tư mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc công an tỉnh Vĩnh Long triển khai cấp giấy đi đường.
Mẫu giấy đi đường cho công nhân sẽ do công an huyện, thị xã, thành phố cấp và mẫu giấy đi đường cho công dân do chủ tịch ủy ban dân xã, phường, thị trấn cấp. Từ 0 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số 15. Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch ủy ban dân tỉnh Vĩnh Long, công an tỉnh Vĩnh Long thiết kế mẫu giấy đi đường đảm bảo thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh. Theo đó, công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ cấp giấy đi đường cho công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân xây dựng các công trình do trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh. Công an xã, phường, thị trấn tham mưu chủ tịch ủy ban dân tỉnh cùng cấp giấy đi đường cho người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thiết yếu, công nhân các công ty doanh nghiệp, các công trình xây dựng của địa phương trên địa bàn quản lý và giấy đi đường cho công dân trong trường hợp cấp thiết khác. Công dân cần thực hiện khai báo y tế qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet tại địa chỉ sukhoe.dancuquocgia.gov.vn hoặc tại ứng dụng Bluezone hoặc quét mã QR đính kèm trên giấy đi đường trước khi tham gia giao thông và chụp màn hình hoặc in ra giấy mã QR sau khi thực hiện khai báo y tế. Trường hợp người dân không sử dụng điện thoại thông minh thì khai báo theo mẫu thông tin khai báo y tế. Kênh Hoàng Linh Vlog cũng đã tổng hợp được cách khai báo y tế khi đi đường trên sukhoe.dancuquocgia.gov.vn. Đầu tiên, kênh sẽ hướng dẫn nhanh mọi người cùng làm theo như sau. 1. Người dân truy cập vào trang web sukhoe.dancuquocgia.gov.vn. 2. Điền vào các thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân. 3. Nhập địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú. 4. Điền thông tin nơi đi và nơi đến. 5. Điền địa chỉ cư trú và thông tin phương tiện biển số. 6. Chọn vào ô câu hỏi trắc nghiệm. 7. Nhập mã CAPTCHA hiển thị trên màn hình và nhấn gửi đi là có thể hoàn tất khai báo. 8. Tải ảnh QR code để lưu mã QR đi đường về máy. Sau đây là hướng dẫn chi tiết khai báo y tế trên sukhoe.dancuquocgia.gov.vn. Bước 1. Trên điện thoại, người dân truy cập vào trang web sau: sukhoe.dancuquocgia.gov.vn. Bước 2. Điền vào các thông tin cá nhân như họ tên, số chứng minh nhân dân. Những mục có dấu sao là bắt buộc điền, còn lại không cần thiết điền. Bước 3. Nhập địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú. Nếu địa chỉ tạm trú và địa chỉ thường trú giống nhau, thì click vào ô vuông để chọn nhanh. Bước 4. Điền thông tin nơi đi và nơi đến. Tích chọn nhanh nếu nơi đi cũng là địa chỉ tạm trú hoặc địa chỉ thường trú. Bước 5. Điền địa chỉ lưu trú và thông tin phương tiện biển số. Tích chọn nhanh nếu nơi lưu trú là địa chỉ nơi đến. Bước 6. Chọn vào ô câu hỏi trắc nghiệm để khai báo. Bước 7. Nhập mã CAPTCHA hiển thị trên màn hình và gửi đi là hoàn tất khai báo. Bước 8. Mã QR sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin. Nhấn tải ảnh QR code để lưu về máy và trình mã QR ra đường khi đến chốt kiểm tra. Phần cuối của video là thông tin mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về việc sử dụng giấy đi đường giả làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt đến 12 năm tù. Cụ thể, việc cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp giấy đi đường không đúng quy định, cấp không đúng đối tượng, cấp sai mục đích có thể bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, điều 14, nghị định số 117. Mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng áp dụng cho cá nhân và tổ chức bị phạt gấp đôi. Về cá nhân làm giả giấy đi đường của cơ quan, tổ chức sẽ có dấu hiệu phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức theo điều 341 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tiền là từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Trường hợp phạm tội từ 2 lần trở lên, làm giả từ 2 đến 5 con dấu tài liệu, thu lợi bất chính từ 10 triệu đến 50 triệu đồng thì khung hình phạt từ 2 đến 5 năm tù. Trường hợp làm giả 6 con dấu tài liệu, giấy tờ giả trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng. Còn cá nhân cố tình dùng giấy tờ đi đường được cấp khống sẽ bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 14, nghị định 117, mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng. Người có hành vi làm và bán giấy đi đường hoặc bất cứ loại giấy tờ giả nào khác của cơ quan, tổ chức có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đặc biệt, người sử dụng giấy tờ giả làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người, quy định tại điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
người vi phạm có thể bị xử phạt hình phạt tù cao nhất đến 12 năm. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người có thể gửi thêm thông tin cho ekip làm kênh qua địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.